Chào các bạn nhé. Đây là một cái máy hàn mili khách mang tới sửa. Dạo gần đây rất nhiều cái kiểu máy hàn bé như này luôn mọi người ạ. Thì ở nhà mình cũng có một cái máy hàn cũng như thế, của một cái bác ở tận trong Nghệ An hay sao ấy. Bác gửi cho mình với lỗ IGBT nhưng mình chẳng có thời gian mình sửa, mình chả biết nó bền không. Như cái máy hàn này của bác này lại nặng nhá. Nặng, khả năng nó sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ tham khảo cái máy hàn này xem cấu tạo như nào mà nó hàn được nhá. Mình cầm nó nhẹo bèo như đồ hàng mã ấy. Rất nhiều chiết áp luôn. Và mình có vừa ra mình có thử hàn này đây, chúng ta sẽ tham khảo nó hàn nó sẽ được như này đây. Nó vẫn có điện áp hàn ra ok các bạn ạ. Đây này. Đấy, mình chỉnh cho tặng cái mắc 250V luôn, 250A luôn. Nhìn rất đẹp luôn nhá, ba chiết áp và mình hàn thử cho chúng ta tham khảo này. Thì nó chỉ có lóe lửa thôi. Và mình mà quẹt mà dính que là nó chả có gì luôn. Mình quẹt cố gắng quẹt nắm đấy thì nó vào nó mới cháy cháy được. Tóm lại là nó vẫn có điện áp hàn ra nhưng hàn rất yếu luôn. Que mình đang dùng là que 2,5 nhá. Mình hay thử máy hàn một que này mà. Tóm lại là nó vẫn có điện áp ra nhưng mà hàn nó cứ toàn dính que thôi. Không thể nào mà hàn được. Mặc dù đang để mắc này mọi người ạ. Máy hàn nhìn rất là đẹp và mili. Mình cảm giác như những cái máy hàn này khách mua ở Shopee ấy nhiều lắm mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho chúng ta chiêm ngưỡng xem cái thiết kế của nó như nào nhá. Và xem mình có sửa được cái lỗi này không. Chắc khách rất mới mua. Nhìn chúng ta nhìn là rất là mới luôn. Nhìn khá là đẹp nhá mọi người nhá. Cái đồ này thì chắc là như là đồ hàng mã. Những cái máy hàn một bo ngày xưa nó to to xưa rồi. Bây giờ là những cái máy hàn bé teo này. Chúng ta thấy này, biến áp của nó thì bé xíu này. Cầu chỉnh lưu nhá. Chắc con này là con IGBT. Như vậy là con này nó chạy hai con IGBT thôi. Còn cái miếng nhôm to này nó vừa tản nhiệt cho con cầu chỉnh lưu và tản nhiệt cho một con IGBT. Và đây là một con IGBT nữa. Chắc là nó hoạt động chế độ lửa cầu đấy. Xuất áp qua hai con tụ này. Rồi chỉnh lưu nó sử dụng cũng hai con mình nhìn thấy là hai con diode kép nhá. Nó thiết kế như thế thôi. Quá nó bé và nhỏ này mọi người này. Nhìn thì bên bên đường trước thì nó có điều chỉnh dòng này. Cái này là dòng cắt gì đi mình cũng không rõ. Rồi cái này là mức nóng start ban đầu mình cũng chả rõ nó là cái kiểu gì. Thì với cái lỗi như này thì mình đang nghi ngờ ấy, nó liên quan đến cũng đầy đủ chứ mọi người. Cả biến nhiệt này. Rồi rờ xăn này. Đấy, khi mình quẹt nó dính này nó ngắt đấy. Thì là mình đang nghi ngờ ấy, là những cái linh kiện này là đây là những cái dòng máy hàn rẻ tiền. Đến con tụ này mà nhà sản xuất họ còn tận dụng tụ cũ này mọi người này. Ôi dồi ôi. Máy mới cứng nhưng mà tụ cũ, con tụ này còn đang bị phồng rồi này. Tụ rất cũ nhá mọi người nhá. 400V 820mi, không biết có đúng đạt đến 800. Ôi dồi ôi. Tụ này như gãy nhỉ. Tí nữa mình thử tháo ra xem đo xem được con 820mi không. Chắc con này làm gì được cái 220 đâu. Mình sẽ tháo cho chúng ta tham khảo. Chả hiểu tụ hay là ái chà. Vỏ khác loại khác nhá. Đây tí nữa mình sẽ cho mọi người tham khảo. Mình bật máy hàn đấy đã. Đúng là cái đồ lừa lọc này đây. Tụ như này làm sao được đến 820mm mọi người. Tụ này chỉ đạt tầm khoảng 100mm là cùng thôi mọi người nhá. Nhưng mà đã được in vỏ khác. Chúng ta thấy này. Đây mình tách nó ra nhá. Để đây qua đây cho chúng ta thấy này. Đây là những cái đồ vớ vẩn. Chúng ta mua chỉ có phí tiền thôi. Chúng ta mua thì chúng ta nên đầu tư những cái máy hàn nó tốt tốt một chút. Thì về dùng nó sẽ bền. Cứ bảo là dùng gia đình thì không hàn nhiều thì dùng những cái máy hàn rẻ rẻ thôi, nhưng mà rẻ quá thì là như là cho tiền của người bán ấy mọi người ạ. Cho tiền người bán thôi chứ cũng chả ra hồn gì đâu. Đây nha, mình sẽ bóc cho mọi người tham khảo con tụ. Mình thấy bên trong là áo khác. Đấy, chúng ta sẽ để thấy nhá. Ôi giời, nó lại mờ rồi. Đây, cái anh sản xuất ơi là anh sản xuất. Đấy, như con tụ này là con tụ ơi, con này còn được 450V 120mm nhá. Như vậy nó được 120mm nhá. Nhưng mà chơi cái trò là 400V 820mm là bố láo nhá. Dung lượng tăng như thế nhá. Và những con khác mình cũng thấy nó thế. Nhưng con tụ này còn nồi, tụ cũ lồi rồi. Tóm lại ấy, đây là những con tụ mà chắc là cái bọn sản xuất này này nó nhập từ những cái đồ giã máy. Giã máy sau đó là in lại mã cái vỏ này để cho người ta xem, người ta tháo ra, người thấy là độ chất của nó. Nhưng thực ra nó là cái độ lởm thôi. Và cái độ cái hỏng hóc như này thì mình nghĩ là do những con linh kiện SMD này nó lởm quá nên nó cũng tự nó hỏng đấy mọi người ạ. Cũng xem nào, cũng 3525 này, kích MOSFET này.
Ở đây là 4688 này, hai con này để hoạt động của driver đấy các bạn ạ. Cũng có cảm biến dòng rồi nhá. Bây giờ mình sẽ thử tháo, thử sửa nó. Đây khối nguồn của nó này. Khối nguồn của nó thì này này mình nhìn nó là ô cái khối nguồn của nó này bé đến mức như này á. Nó dùng một con IC nguồn bé xíu 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 ơi, IC SMD bé tẹo như con IC dao động bên trong này thôi mọi người nhá. Cũng không phải là kích móc phép đâu mà IC tích hợp móc phép bên trong luôn. Mình cũng chả rõ là con gì. Giờ mình thử sửa xem có được không. Ông này này giả khách. Tóm lại là một chiếc máy hàn lởm nhá mọi người nhá. Lừa lọc đến mức như này đây mọi người. Sau khi mình thay thử là mà 358 không được, rồi 3525 thì vẫn thế. Thế là mình quyết định mình định không làm đâu. Nhưng mà sau đó là mình có thử đo cái xác nhận cái điện là cái nó có ba cái chiết áp, và cái chiết áp này chính là cái chiết áp mà chúng ta vặn mà nó hiển thị từ 0 cho đến 250 đấy. Thì mình có vặn và mình có kiểm tra các lệnh này, các chân này này. Thì mình thấy những cái chân mà nó chúng ta cố gắng chúng ta để ý đến cái chân này nhá. Chân gau in này này. Đó là chính là cái chân mà nó không khác gì là cái chân tác động từ cái con những con VR điều chỉnh ở những cái máy hàn của chúng ta để đưa xuống cho 3525 cả. Thì mình có vặn chiết áp thì màn hình cứ hiển thị từ 0 cho đến 250V ok, tức là chiết áp tốt, không vấn đề gì cả. Chiết áp này này, nó nằm như này mà. Mấy cái chiết áp này nó hiển thị cái như này thì nó liên quan độ trễ thứ mình cũng không quan tâm nhé, chỉ quan tâm đến độ chỉnh dòng này này. Thì mình vặn thì chiết áp ok, hiển thị ok, nhưng cái điện áp tại đây không hề thay đổi gì cả. Nó có thay đổi, nó chỉ thay đổi từ 0,5 cho đến 0,7, gần đến 0,8V thôi. Do đó mà điện áp này rất thấp, do đó mà cái bộ ở dưới này nó hoạt động ở chế độ rất là thấp. Thế là mình có một cái võ sửa mà đúng là cái võ này mình gọi là võ độc nhất vô nhị của Vũ Kiên sửa điện tử thôi. Cho nó hài hước một chút mọi người nhá. Đấy, để như này cho máy nó lấy nét tốt này. Gọi là võ độc nhất vô nhị của Vũ Kiên, nó là như thế này này. Phải hiểu mạch nhá mọi người nhá. Thì trên này nó có một cái nguồn 15V đi lên này. 15V đi lên này. Nó sẽ đi qua một con ổn áp này, nó hạ ra 3,3V nuôi cho một con IC này. Con IC này mình không rõ là IC này có phải là IC lập trình không, bởi vì nó không có tên tuổi gì cả, nó trắng xóa. Nó sẽ điều khiển led hiển thị của hai cái này, rồi là nó sẽ nhận lệnh của ba cái chip áp này các bạn nhé. Rồi ấy, là có một cái đường nữa là đường ADC V này này, là cái đường điện áp 40 50V đưa lên đấy, từ ấy nó đưa lên nó là bảo vệ quá quá hay gì. Tóm lại chúng ta cũng không quan tâm nhé, mà chúng ta sẽ quan tâm bắt đầu từ, mình nói ngắn gọn thôi, bắt đầu từ con VR chỉnh dòng này. Nó chân bên này nó là 3,3V, chân này là GND. Khi chúng ta vặn như này ấy, thì chúng ta sẽ làm cho cái chân này ở giữa này ấy, nó điện áp nó sẽ tăng dần từ 0 cho đến 3,3V mọi người nhá. Các bạn lưu ý như thế nhá. Nó là con VR chỉnh. Chúng ta vĩnh mắc mà màn hình hiển thị là 250V ấy, thì tương đương với chân ở giữa chập sang chân bên này là tương đương với nó 3,3V, tí mình đo. Còn khi chúng ta vặn như thế này thì nó sẽ hiển thị là 0 không không là không a đấy, thì cái chân ở giữa đang dập với chân này, tức là dập với GND, nó là 0V. Thì cái điện áp tại chân ở giữa này nó đi qua điện trở phân áp, nó có DZ ghim này, nó sẽ đi vào một chân này của con IC này, để con IC này sẽ nhận diện được là người sử dụng đang vặn điều chỉnh nhà dòng, và nó sẽ đưa lệnh ra để hiển thị từ 0 đến 250V. Thì cái chiết áp ok thì nó mới hiển thị, nó mới con này nó nhận lệnh và hiển thị tốt. Nhưng khi nó hiển thị, nó vặn và nó hiển thị đấy, trong này nó có khối xử lý, nó sẽ đưa lệnh ra tại cái chân này, tại chân này này, nó sẽ đi qua một cái dây dây mạch in này nhá,
mình đang cắt để mình câu bằng cái dây đồng đấy, cái dây đấy các bạn. Nó đi đây, nó đi tới đây. Và nó làm thay đổi một cái hệ số khuếch đại của một cổng in của một con LV358 này. Mình cũng thay thử cũng không được nên mình mới bắt đầu mình mới chơi trò độ chế. Nó đi vào thay đổi cổng in này thì bắt đầu lại chân au của cái cổng in này nó lại đi sang một cổng in cổng khuếch đại thuật toán khác. Trong con LV359 nó có hai cổng. Sau đó là cái tín hiệu ra nó đi qua hạn qua con điện trở này, nó đi ra ở đây. Nó đi ra đây, nó sẽ đi ra tới cái chân gau in này này. Và cái chân gau in này nó sẽ tác động tới con 3525 để thay đổi dòng ăn thấp hay cao đấy. Nó là tác động của VR. Như vậy là cái mạch này ấy, mình đoán con này là con MCU lập trình hoặc là con một IC chức năng gì đó mà nó hiển thị LED, các LED 7 đoạn này này. Thì với cái lỗi ở đây ấy, đó là cái chân này bị lỗi. Khi chúng ta vặn, con này đã nhận được OK để hiển thị dòng tốt, nhưng cái chân này nó không hề xuất điện áp sang đây để thay đổi cái hệ khối cách đại này. Thì tương đương với cái chân au này ra này là không hề thay đổi, nhưng thực tế là có thay đổi từ 0,5 cho đến 0,8V thôi, nên dòng hàn rất thấp như thế. Nên mình đoán ấy là vì con này nó chạy con nguồn chỉ là 3,3V thì cái chân xuất này ra cao nhất cũng chỉ là 3,3V thôi. Nên mình chơi một phát từ đây, đưa một phát thẳng tới chân in này luôn. Chúng ta vặn thì cũng thay đổi là vị trí này là từ 0 cho đến 3,3V, mắc là 3,3V. Và sau khi làm như thế thì cái chân này nó đã có điện áp thay đổi từ lên từ 0 cho đến tận 10V. Và chúng ta sẽ xem, đây mình sẽ cho chúng ta tham khảo thực tế của nó. Và sau đó là mình đã quay video khi mình hàn thử rồi. Và tí nữa mình sẽ cho mọi người tham khảo là khi mình hàn là nó là OK. Đây gọi là võ sửa độ chế của độc nhất vô nhị của Vũ Kiên sửa điện tử các bạn ạ. Đây nha, mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo này. Đây chính là cái nguồn 3,3V để tạo ra để nuôi cho con IC này nhá. Con IC này này. Và cũng là nguồn 3,3V tại chân VR này nhá. Và sau khi chúng ta vặn ấy, hiện tại mình đang ở 0 nhá. Mình vặn và mình cho chúng ta nhìn thấy này. Thì nó đang ở 0V nhá, chúng ta mình để ý mình vặn này. Điện áp đang tăng lên nhá, 0,6, 0,7 nhá, và tương đương với cái này cũng tăng này, mọi người nhá. Và cao nhất là được 3,3V đấy, như mình nói nhá. Và do nó xin nó vặn như thế thì bắt đầu cái con này nó xuất cái điện áp như mình bảo ở đây này. Thực tế mới đầu mình câu thôi chứ mình không cắt, không tách, thì cuối cùng 3,3V nó dập về mát hết luôn. Bởi vì cái chân này đang nghi là trong con nó có con chan to cái chân này này. Nó làm bị chập bên trong rồi nên nó mất tác dụng. Và khi mình vặn thế nhá, và cái chân ra là cái chân gau in này nhá, thì mình đo ở tại vị trí này cũng thế này, tại đây này mọi người nhá. Mình vặn về 0 này thì nó là 0 nhá, và mình vặn lên này nó đã tăng áp lên nhá các bạn thấy chưa, và tăng mắc nhất là đến khoảng 10V này. Và vừa nãy mình đấy mình giảm là được nhá, nhưng thực tế nếu mình đấu thẳng cái chân điều khiển zin của nó thì nó không hề thay đổi, nó chỉ từ 0,5 cho đến 0,7V thôi. Và đây kết quả đây. Đó, phải lấy led lại bởi vì cái máy này nó không lấy led được chuẩn nào, chúng ta sẽ thấy đấy này. Đầu tiên mình để 125 thôi nhá, chứ không phải là 250 nữa. Và mình ra hàn cho chúng ta tham khảo này, nó đốt cháy hẳn. Ban này là ban phần điều khiển mất tác dụng. Cũng kiểu như là chúng ta luôn vặn VR min ấy, nên nó cứ như thế đấy mọi người ạ. Đấy, hàn đánh lửa và cháy đằng nhá. Và mình sẽ vặn lên 250 này, vặn cao lên cao nhất này. Đấy, chúng ta để cái dây vàng vàng mình câu ấy nhá. Tác dụng của cái dây vàng vàng đấy ấy. Và nó cháy lỏ hơn hẳn mọi người ạ. Nhưng đây là cái dòng máy rẻ tiền thôi thì mình cũng chả biết là nó bền hay không. Nó chạy hai con IGBT là 40T60 nhá mọi người nhá. Và cái quận biến áp động lực này nó bé tẹo ấy. Đây mình cho mọi người xem lại một lần nữa này. Đầu tiên thì mình chỉ để tầm khoảng 100 đấy, 125 đấy. Như vậy là con IC trên VBO là hiện là đảm nhiệm cái chức năng điều chỉnh dòng ấy, đưa xuống cho 3525 đang bị hỏng. Và mình đã có một cái võ độ chế để có thể tận dụng được nó thôi. Và con này mình cảm giác như khách mua về cái bị luôn hay sao ấy mọi người ạ. Bởi vì ấy, là nó như thế này này. Thôi để thôi xem như vậy thôi nhá, mình cho mọi người tham khảo cái này nữa này.
là khi tới tay mình ấy thì mình mở ra là mới hoàn toàn, hình như chưa được dùng, và kể cả cái chân này còn bị chập, chân này nhà sản xuất Hàn bị chập mọi người ạ. Rõ đó mà cái led 7 đoạn đầu tiên, cái led này nó không hiển thị tốt cơ, nó mất mấy đoạn cơ, nhưng mình tách ra nó ok. Mới đầu mình thấy nó led nó đã hiển thị như thế mình đã nghi con DC là lỗi rồi, nhưng sau đó mình tách nó ra thì nó hết lỗi, nó hết led hiển thị tốt. Thế là cuối cùng ấy là mình dò đường lại đấy. Cái quan trọng là đôi khi chúng ta phải hiểu mạch nhá, chúng ta dò và chúng ta biết được ở đây có một con diode, à ở đây có một con PC87 này. Con PC87 này khi mà điện áp có sự cố gì đấy, nó đưa lên đây hay sao ấy, nó tràn thế nào ấy, nó tạo dòng chảy 1,2 này thì tương đương với tạo dòng chảy 4,3, và cái dòng chảy 4,3 này tương đương với chân 4 này được dập về GND, và chân 4 này nó tác động xuống chân 8 của con 3525 nhá mọi người nhá, nó như là báo OC báo gì ấy. Tóm lại nó có sự cố thì nó sẽ dập cái chân 8 của con 3525 để cho máy ngừng làm việc mọi người ạ. Mình dò mạch mình thấy thế thôi. Thôi cái video này của mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Máy Hàn đúng là cái đồ rẻ tiền, cầm nhẹ bèo. Chả biết là sửa xong nó có bền không. Chào các bạn nhá.